Chào quý vị và các bạn nhé. Tôi đang đứng ở chợ cây ở ngoài triển lãm Phúc Thọ. Khu vực này là cây cảnh của anh Thịnh Lê. Những cây rất là đẹp. Đây là một cây linh sam. Quay từ xa để quý vị và các bạn chiêm ngưỡng tác phẩm này. Một cây linh sam được trồng trên một thân lũa. Thân lũa này là gỗ gì bạn nhỉ? Gỗ sao anh. Rồi. Đây là thân gỗ lũa này là gỗ lũa sao. Một loại lũa chịu nước rất là tốt. Mà những dân chài hay dùng nó để đóng thuyền phải không bạn nhỉ? Dạ, đúng rồi. Loại lũa này rất là bền này, chịu nước tốt này. Và những người dân hay dùng gỗ này để đóng thuyền. Mà cái lũa này cũng rất là đẹp này. Một cây lũa rất là đẹp. Dòng linh sam nó phát triển rất là chậm, nó không như xanh xi đúng không? Thì có được những cây to như này cũng rất là hiếm đúng không? Rất là hiếm, thân lũa của nó rất là đẹp này. Những phần lũa đã được chủ nhân cũng chỉnh sửa đôi chút, nhìn cũng rất là đẹp mắt. Cành và chi cũng khá là cân đối với thân. Cây linh sam này thì theo chủ nhân cho biết là trong tháng 9 bạn nhỉ, đã được bình chọn trong top 10 do Hội Bonsai Việt Nam bình chọn. Và trong top 3 của Hội Bonsai Bình Định, đúng rồi, Bình Định bình chọn. Một cây linh sam nằm trong top 3 của Hội Bonsai Bình Định, được bình chọn trong tháng 9. Nhìn kiểu dáng cây cũng rất là tự nhiên. Cây này thì chủ vườn báo giá cho anh em là bao nhiêu tiền đấy, cây linh sam này? Dạ 350 triệu. 350 triệu tác phẩm linh sam. Và theo chủ vườn cho biết thì giá trị của cây linh sam và cái phần gỗ lũa ở dưới là có giá trị tương đương nhau đúng không? Rồi. Như vậy nếu bóc tách ra thì cây linh sam này có giá khoảng là hơn 100 bạn nhỉ? Rồi. Một cái tùng La Hán cũng được trồng trên một cái thân lũa. Cái thân lũa này cũng đẹp nhỉ. Kiểu cách cũng rất là đẹp. Chơi cái lũa không cũng đẹp nhỉ. Rất là đẹp. Thế nhưng mà bây giờ lại khổ là ông chót làm một cái ông không biết bán được. Ông đặt cái gì vào không có cái bay ông nó không
làm bay là để nếu mà làm tưởng mong sao nó đỡ nhất ngoài ông gần nhất ngoài không hàng lại ông cũng bảo cũng lại năm năm nữa không phải lo lãnh tiền cần mà anh không cần phải làm anh biết kiểu như là căn nào thì cũng phải là lợi lợi cái tùng này vào giá cho anh em là bao nhiêu mà bạn nhỉ? 180 triệu. Rồi. Đấy bạn đọc luôn số điện thoại, luôn số điện thoại. Đây là chủ vườn nhé. Chủ vườn đọc luôn số điện thoại cho anh em liên hệ. Dạ 0972 418 412. Rồi. Cảm ơn bạn. Một cái đồi xương cá. Rất là đẹp. Ở ngoài Bắc mình gọi cái này là cây xương cá này. Không biết ở trong ấy các bạn gọi là cây gì? Dạ, trong đó cũng gọi là cây xương cá luôn. À, cũng xương cá hả? Kiểu dáng cây cũng rất đẹp. Cái gỗ lũa này là gỗ gì đấy bạn? Cũng gỗ sao đúng không? Một tác phẩm đồi xương cá cũng rất đẹp, trông như hình một cái thuyền ấy nhỉ? Dạ, đúng rồi. Cái thuyền đó. Trong này còn rất nhiều cây bonsai này. Cái này kiểu dáng cũng được đấy chứ. Nguyệt quế này. Cái nguyệt quế này báo giá là bao nhiêu? Dạ 8 triệu rưỡi em. 8 triệu rưỡi cây nguyệt quế này. Cái khế này bệ đẹp đấy chứ nhỉ? Yeah. Khế gần. Đang có hoa đúng không? Đang có hoa này. Hoa của nó này. Bệ đẹp này. Thân là côn này. Chào bác. Hôm nay gặp cả mấy đại gia trong cây à. Các bác có giao dịch từ cây nào chưa? Giao dịch luôn đi để em quay cái phóng sự giao dịch thành công. Quần luôn cái đôi nào tùng về đi. Yeah.
Một cái ổi đang ra quả này. Cái linh sam này, linh sam giá bao nhiêu nhỉ? 2,5 triệu. 2,5 triệu đúng không? Dạ. Những cây ở đây chắc giá gần như nhau đúng không? Nó giao dịch khoảng độ 2,5 triệu đến từ 2 triệu đến 3 triệu nhỉ? Dạ, khoảng là thế nhỉ? Cái này chắc tầm giá đấy đúng không? Cũng khoảng độ 2,5 triệu nhỉ? Rồi. Kiểu dáng cũng rất đẹp. Tay cành làm cũng rất là cân đối. Cái cây này thì nhà vườn họ làm được trồng ở sơ dừa đúng không? Sơ dừa và cát nhỉ, đúng không? Sơ dừa trộn lẫn với cát này. Cho nên cái bầu rất là nhẹ này. Đấy, nhắc lên một tay nhẹ không này, đó. Một tay giữ ẩm tốt và nhắc là nhẹ này, đó. Rất là nhẹ, vận chuyển rất là dễ dàng đúng không? Có ship đi xa cũng rất là dễ dàng. Đúng không? Đó. Đẹp đấy chứ, kiểu dáng cũng đẹp đấy chứ. Coi cái hàng này gọi là hàng đồng giá 2,5 triệu đúng không? Nó còn khoảng đấy đúng không? Dạ. Đây, rất nhiều cây linh sam đẹp này. Đấy, đẹp. Để cây đến nghi kỳ cái. Rồi. Rồi. Cây bán đổ. Đấy, cây rồi, rồi, cây này là cây huyền đúng không? Dạ. Trực huyền. Dạ đúng rồi. Huyền nhỉ, cây này là cây huyền. Cây được. Rồi ok. Cái này giá bao nhiêu tiền nè? Dạ cái đó 3 triệu. 3 triệu rồi. Dạ. Cây này nhìn cũng quái cây này nhỉ. Nhìn cũng có nét quái đúng không? Rồi, ra bạn để lên trên. Cái này là chơi phong cách. Cái này nhìn cũng có nét quái. Rồi. Cái này bao tiền cây này? Cây này 2,5 triệu. 2,5 triệu rồi. Thank you.
của đơn vị thành phố.